Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Khi mà mở ra cái tính năng phân thân này thực sự quá ngon anh em ạ. Đây, ở trong phần phân thân này thì mình cũng giải thích luôn cho anh em nhé. Nguyên thể dương thần với cả âm thân thì bản chất nó chỉ là cái tên thôi. Còn về cái chỉ số các thứ thì vẫn là do mình build hết, nó chả liên quan gì đến nhau cả anh em ạ. Mình có một cái lưu ý quan trọng cho anh em, và đem một nỗi là nếu như anh em chọn tu ma thì cái pháp bảo nó cho anh em lại là tiên tu. Còn nếu như chọn tu tiên thì cái pháp bảo nó lại cho là tu ma. Nếu như đây không phải là một lỗi dịch thuật thì ôi dồi ôi, đúng là game này ngáo thực sự anh em ạ. Nhớ anh em thì sẽ có suy nghĩ là ví dụ như mình đang ở tu ma và mình sẽ lựa chọn tu tiên một phát để có thể là sở hữu được cả hai cái pháp bảo và sau đó mình đổi sau. Tuy nhiên nếu như anh em lựa chọn lại là nó sẽ thu hồi cái pháp bảo anh em nhé. Thế là anh em lại phải chờ đợi hết một ngày sang ngày hôm sau thì mới có thể đổi lại. Bên cạnh đó là anh em sẽ bị mất đi 2k tiên ngọc để đổi đi đổi lại nhá. Nói chung để làm cái video trực quan cho anh em dễ hiểu thì mình cũng phải tiêu tốn 2k tiên ngọc. Thế cho nên anh em đừng tiếc gì một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn tiếp theo thì mình sẽ đi nói thêm về cái phân thân đấy anh em ạ. Cái tính năng phân thân này thì sẽ giúp cho mình có được một cái khả năng linh hoạt khi mà đi các cái hoạt động anh em ạ. Ví dụ như trong dị thú xâm lược bảng xếp hạng ngày. Tất cả những ngày trước thì mình không bao giờ nằm trong top 10 luôn, toàn là top mấy chục ấy. Bởi vì là mình chơi né, thế cho nên là không có sát thương. Nhưng khi bước sang ngày hôm nay, khi mà mình build được môn phái đó chính là liên bạo, thì ở trong cái bảng xếp hạng dị thú xâm lược của mình đã lên được top 4 và đạt 81,62 ức. Bình thường thì mình chỉ đâu đó 13-14 ức thôi anh em nhé. Đây này, bởi vì bình thường mình thấy mình toàn top 25-26 thôi, ảo thật đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đã vươn lên được top 4 rồi, thì chắc chắn là cái phần quà top 4 đến 10 của mình nó sẽ ngon lành cành đào hơn. Hy vọng là trong thời gian tới khi mà mình xả hết những cái vé chiêu mộ thần thông phù thiên diễn ở trong này đợi sự kiện, nhưng mà phải tích 14k thì mới ăn được full mốc anh em ạ, thì mình sẽ có thể sở hữu được những cái thần thông nó xịn sò con bò hơn và tăng thêm cái khả năng tấn công sát thương dồi dào hơn cho cái môn phái liên kích bạo kích của mình, để có thể là ăn được ít nhất là trong top 3 dị thú xâm lược là nó sẽ ngon lành cành đào ngay anh em. Rồi, và như anh em có thể nhìn thấy là hiện tại mình đang build một phái né. Và bây giờ mình sẽ đi mạo hiểm một chút để xem vượt qua được cái ải này hay không nhá. Ui, đau thế. Anh em có thể nhìn thấy là hầu như mình không né được phát nào luôn anh em ạ. Cái cú chưa? Rồi, may chóc đi. Nhưng mà rất may là mình có em tiểu long nữ, thế thành ra là đi ải này rất ngon. Ăn đam chủ yếu dựa theo em ứng lòng anh em nhá. Cố lên. Trời ơi. Nhưng mà vẫn thua anh em ạ. Suýt soát đạt được cái cột mốc ấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái sự khác biệt khi mà mình ra trận bằng môn phái choáng. Mặc dù là yêu lực giảm đi 144 vạn, nhưng khi mà mình đi cái phụ bản này nó khác bọt liền. Đấy anh em thấy không, choáng liên tục, lấy đâu ra mà đánh mình. Này thì mày này, cay chưa? Ấy à, cũng có tí bạo kích cũng đau đấy. Làm sao hả bữa ấy? Tôi đóng băng liên tục, choáng các thứ cực kỳ khó chịu nha. Lại choáng. Ái chà. Rồi, anh hồi sinh luôn. Nhưng mà ứng long của mình thì sẽ đánh được. Anh em thấy không? Tức là build choáng thì đi vượt ải rất là ngon lành cành đào. Ái, ảo cho thế. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng tốc một tí này. Cây của mình là được thêm 32 bình nữa, giảm đi hơn 2 tiếng. Tiếp tục là vượt ải tiếp theo, cực kỳ là easy anh em nhé. Rồi luôn. À, mày cũng có choáng à? Mày cũng có choáng à? Để xem ai nhiều choáng hơn. Để xem ai nhiều choáng hơn. Rồi, lại còn ăn đóng băng nữa này. Ái à, con khỉ kia. Con khỉ kia. Cái gì, choáng liên tục anh em ạ. Khó chịu không? Đi vượt ải phải gọi là tuyệt vời luôn. Thì anh em hoàn toàn là có thể build giống mình, một môn phái né, đi PK, choáng để đi vượt ải, và tiếp theo nữa là liên bạo để đi đánh bot. Thực ra thì có nhiều trường hợp choáng với cả né có thể thay thế cho nhau để đi PK người với người nó hợp lý hơn nhé. Đây, ví dụ như bác Sida đi 1,46 ức. Đánh luôn rồi nào. Đấy, vào trận phát. Có choáng. Choáng ngay. Choáng ngay. Có được đánh đâu. Cũng cày đấy nhờ. Anh em phải lưu ý nhá, nếu như mà đi đấu pháp mà anh em gặp những bạn nào mà chơi né, anh em lại chơi choáng, thì anh em bắt buộc là cầm theo cái kháng né, hoặc là đổi sang môn phái né solo với lại những cái người đấy. Nếu không là nó né cái là mình cũng không choáng đâu anh em ạ. Thì đấy là cái lợi ích của tính năng phân thân khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động ở trong game. Còn nếu như anh em nào mà chưa biết cách làm nào để build cái phân thân này thì nhớ xem cái video ngay trên màn hình này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.